Xin chào mừng tất cả quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Bất Động Sản Nhà Tốt. Cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ và theo dõi video của kênh trong suốt thời gian vừa qua. Ngày hôm nay thì Nhà Tốt xin gửi đến toàn bộ quý khán giả, quý khách hàng một sản phẩm nhà mới xây 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, do chính chủ đầu tư ở bên Nhà Tốt đầu tư và xây dựng. Thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước vị trí của ngôi nhà đây. Ngôi nhà thì là có diện tích ở trên sổ là tổng là 70m2, thì sẽ có diện tích xây dựng là 35m, và 35m là được sử dụng để làm sân chung, ngõ chung như ở trên màn hình mọi người có thể thấy đây. Từ vị trí của ngôi nhà mà cách đường hai ô tô tránh nhau thì là cách khoảng tầm 10m, và xung quanh ngôi nhà thì sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích: bệnh viện, trường học, ủy ban nhân dân, trường mầm non, chợ, siêu thị. Đấy. Và ngôi nhà đã được bên công ty chúng tôi là hoàn thiện xong hết rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, đây là ở phía trước của ngôi nhà. Diện tích 35m2 là diện tích xây dựng ở dưới tầng 1, còn từ tầng 2 trở lên là diện tích có thể đua ra thêm. Đấy, mọi người có thể thấy luôn là diện tích mà sắp xỉ 38m. Thiết kế của tầng 1 của chúng ta thì là sẽ có là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đây là hiện tại tôi đang đứng ở khu vực của phòng khách đây. Ở phía bên trong này sẽ có là khu vực phòng bếp. Đây là khu vực phòng bếp. Thì nhà đã hoàn thiện xong và có đầy đủ tất cả các nội thất cơ bản như là tủ bếp này, vòi chậu rửa, thiết bị vệ sinh, cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh đã hoàn thiện hết. Mọi người chỉ có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Đây là nhà vệ sinh ở phía trong tầng 1. Đấy, mọi người có thể là nhìn kỹ lại toàn bộ cái diện tích và cái bố trí của tầng 1 để mình hình dung nó dễ hơn. Thiết kế hai phòng rất là hợp lý, một phòng bếp, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Ở phía bên trên tầng 2, tầng 3 thì nó sẽ có thiết kế là tương tự như nhau. Đấy, mỗi một tầng là chúng ta sẽ có hai phòng. Thì đối với lại căn nhà này thì là chúng tôi sẽ thiết kế ở tầng 2 là sẽ có một cái phòng gọi là phòng khách chung của gia đình hoặc là phòng sinh hoạt chung đây. Đấy, hay còn gọi là thiết kế gác lửng. Đấy, thiết kế rất là được yêu thích ở trong năm 2019 và năm 2020. Đây là khu vực phòng ngủ phía bên trong. Đó, mọi người có thể thấy là thiết kế phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông vắn. Tất cả các phòng này đều có cửa sổ hướng ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Toàn bộ cửa thông phòng này đều là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và đây là nhà vệ sinh ở tầng 2. Đó, đã đầy đủ hết toàn bộ hệ thống bồn cầu, lavabo, gương, sen vòi, vòi xịt, phụ kiện trong nhà tắm. Sau đây là mời mọi người lên tham quan ở phía khu vực tầng 3. Tầng 3 sẽ thiết kế là bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ đây. Tất cả các phòng ngủ là đều đã hoàn thiện xong hết, có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Có cửa thông phòng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Nhà có rất là nhiều cửa sổ. Đấy, đây là tôi đang quay vào lúc 10 giờ trưa, không bật điện. Đấy, nhưng mà luôn đầy đủ ánh sáng. Toàn bộ hệ thống gạch lát nền của ngôi nhà đều là sử dụng là gạch lát nền kích thước 60-60, hàng loại 1. Và đây là nhà vệ sinh tầng 3 đây. Tương tự như tầng 2 thôi, sử dụng gạch ốp là gạch kích thước là 30-60 và gạch lát nền là gạch 30x30. Đó, cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ nhập khẩu cao cấp. Tiếp theo là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4.
Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ bao gồm là một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và một khu vực sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ phía bên trong đây. Cũng có đầy đủ hết cửa sổ, đầy đủ cửa thông phòng. Đấy, rất là đẹp, rất là hợp lý. Thiết kế rất là vuông vắn, diện tích sử dụng rất là thoải mái. Ở đây là khu vực mà để máy giặt. Đây, còn đây là khu vực sân phơi, dùng để phơi đồ. Đấy, chúng tôi đã bán mái tôn làm chuồng cọp, rất là an toàn. Đấy, bên cạnh là đã có hàng xóm chuyển về ở rồi ạ. Và hiện tại là ở cái khu vực này là chỉ còn duy nhất một căn này. Đấy, với diện tích trên sổ là 70m2, có 35m là mét là xây nhà sử dụng riêng, còn 35m là sử dụng sân chung. Rất là gần đường hai ô tô tránh nhau, rất là gần khu vực đông dân cư, đầy đủ hết toàn bộ các tiện ích, điện đường trường trạm. Với thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 sân phơi, 1 phòng thờ. Có hướng nhà là hướng Tây Bắc đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 460 triệu. Bên công ty là sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Và có thể là hỗ trợ lên đến tối đa là 80% giá trị của toàn bộ ngôi nhà với cái lãi suất ưu đãi nhất. Mọi người xem video xem nhà thì nếu như mà có nhu cầu cần xem trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like video, đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết, để những người có nhu cầu thì người ta có thể tìm hiểu những cái sản phẩm phù hợp với lại cái tài chính, với lại cái số tiền của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người.